Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình VATV. Kế tiếp, Bích Phượng xin gửi đến quý vị chương trình từ vùng nắng ấm Tampa Bay, Florida. Hoài Vy xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Bão Hermine đã qua, nhưng sự thiệt hại của cơn bão vẫn còn ảnh hưởng nặng nề đến với những vùng Tampa Bay. Bộ Bảo vệ Môi trường đã ước tính rằng có khoảng 240 triệu gallon chất thải đã ô nhiễm những thành phố vùng Tampa, Clearwater và St. Petersburg. Nhưng các quan chức của thành phố St. Pete cho biết những vùng biển địa phương đã được thử nghiệm và kết quả là nước biển vẫn an toàn cho việc tắm. Tuy vậy, mọi người vẫn nên cảnh giác vì chất phế thải làm tăng lên những vi khuẩn trong nước mưa. Thành phố Tampa đã tán thành cho việc trích ngân quỹ 250 triệu Mỹ Kim để sửa hệ thống nước mưa cho 30 năm. Và thành phố St. Pete đang dự tính trích 100 triệu Mỹ Kim cho 5 năm tới để thay những ống nước cũ kỹ. Xin quý khán giả vùng Tampa Bay và khách du lịch nên lưu ý những bản cảnh báo khi đi tắm biển, tắm hồ hoặc đi câu cá những vùng này. Và sau đây là phần tổng kết của đêm gây quỹ Thương phê bình Việt Nam Cộng Hòa. Vì danh dự vẫn còn đầy trách nhiệm, ngẩng cao đầu chung thủy với quê hương, đời thương binh biết rõ lẽ vô thường, nhưng hồn vẫn theo chân cùng Tổ quốc. Xin mượn 4 câu thơ của Võ Đại Tôn để vinh danh những người đã vì đại nghĩa dân tộc, những thương phế binh đã hy sinh một phần thân thể cống hiến cho non sông đất nước. Họ đã phải sống cơ cực, thiếu thốn, vất vưởng ngay tại quê nhà. Nhưng không chỉ riêng họ phải chịu những sự bức bách, ngay cả con cái, gia đình của họ cũng chịu chung phần đời hẩm hiu, tương lai mịt mù. Những người Việt tha hương luôn trông ngóng về quê nhà, ngậm ngùi thương xót những mảnh đời không may mắn còn ở lại. Bởi vậy, người thì tiếp tục công cuộc đấu tranh, kẻ âm thầm giúp đỡ. Với hơn 400 đồng hương xa gần, tụ tập về tham dự buổi gây quỹ đã nói lên mối quan tâm đối với anh em thương phế binh, đồng thời thể hiện sức mạnh và tinh thần đoàn kết cho lý tưởng và danh dự trong niềm hãnh diện của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Hát về anh người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa là chủ đề cho đêm văn nghệ, cũng là đêm tổng kết gây quỹ yểm trợ thương phế binh năm 2016. Lần đầu tiên được kết hợp tổ chức trên toàn tiểu bang Florida với 5 cộng đồng địa phương, hội cựu sinh viên sĩ quan Thủ Đức của trung tâm Florida, các hội đoàn cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa Florida, hội y nha dược Florida cùng với sự hỗ trợ tổng quát của Nguyệt Sang Diều Hâu để hỗ trợ cho chương trình cứu trợ thương phế binh do cựu trung tá bà Nguyễn Thị Hạnh Nhân khởi xướng và nhạc sĩ Nam Lộc, một người hoạt động không mệt mỏi trong việc cứu trợ thương phế binh, để họ biết rằng đồng hương hải ngoại vẫn luôn tưởng nhớ và lo lắng cho họ. Nghi lễ diễn ra long trọng bắt đầu với phần khai mạc và nghi thức chào quốc quân kỳ. Quốc ca Hoa Kỳ vang lên và đồng thời quốc ca Việt Nam Cộng Hòa cũng được toàn thể hội trường cùng hát. Đặc biệt có sự tham dự của cựu thiếu tướng Trần Bá Di và các binh chủng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhạc sĩ Nam Lộc cùng với sự góp mặt của ca sĩ Phương Hồng Quế, Diễm Liên, Mai Thanh Sơn, Phương Thí cùng hai ca sĩ địa phương, ban nhạc Ánh Dương và phần đấu giá cây quỹ ngoạn mục cho thấy những tấm lòng nhân ái, sốt sắng ủng hộ. Tiếp theo, nhạc sĩ Nam Lộc đã trao bằng tri ân cho các mạnh thường quân. Tổng kết của cây quỹ giúp đỡ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa là 52.499.08 Mỹ Kim sẽ được chuyển đến hội HO cứu trợ thương phế binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa. Chết cho lý tưởng của quốc gia, sống vinh quang và yên nghỉ trong danh dự. Người đã hy sinh vì nước quên mình.
Chương trình từ vùng nắng ấm SPTN Tampa Bay. Mời quý khán giả theo dõi phần phóng sự đặc biệt của Tết Trung Thu của cộng đồng Tampa Bay. Hoài Vy, Kim Hoa, xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SPTN. Chương trình từ vùng nắng ấm SPTN Tampa Bay đang có mặt tại hội trường Egypt Shriners, Tampa, Florida, ngày Chủ nhật, ngày 18 tháng 9 năm 2016. Xin mời quý vị cùng theo dõi đêm hội trăng rằm. Tết Trung Thu còn được biết đến là Tết Thiếu Nhi, là một lễ hội phổ biến và quan trọng, được diễn ra hàng năm vào ngày rằm tháng 8 âm lịch. Năm nay, 2016, lần đầu tiên tại vùng nắng ấm, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Hải ngoại bác sĩ Nguyễn Thanh Mỹ, với sự góp sức của nhiều hội đoàn và đoàn thể trong vùng, cùng tổ chức Trung Thu với chủ đề Đêm Hội Trăng Rằm. Đến chung vui, còn có sự hiện diện đông đảo của quý đồng hương xa gần. Cô ở California, bác sĩ Thanh Mỹ Nguyễn là chủ tịch cộng đồng ở đây. Sơ mời thì cô mới nhận lời mời đi. Cô làm phụ cho chùa Việt Nam, bán cơm đồ chay, tất cả các món chay. Đây là lần đầu tiên và cô rất là vui, tại vì cô ở Mỹ cũng 30 mấy năm rồi, cũng đi nhiều cộng đồng và cộng đồng này cô thích quá. Cộng đồng rất là đoàn kết, rất là organized. Có nhiều quầy hàng bán đồ ăn thức uống, phục vụ nhu cầu ẩm thực và các gian hàng trò chơi trẻ em nhằm giúp vui giải trí. Con tên gì? Dạ, con rất là lớn. Con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con tên gì? Nini mấy tuổi? 8 tuổi hả? Hai đứa đâu đi chơi vui không? Dạ, vui lắm. Con tham gia chương trình múa hát gì nữa? Đêm hội trăng rằm bắt đầu với nghi thức chào cờ, tiếp theo là phần thi biểu diễn văn nghệ thiếu nhi và đố vui có thưởng. Đây là một chương trình thúc đẩy về giáo dục để khuyến khích các em thiếu nhi hiểu biết thêm về truyền thống dân tộc Việt Nam. Đặc biệt là một bé gái 5 tuổi đã thể hiện được bài hát Việt Nam tôi đâu và mọi người đã nồng nhiệt ủng hộ cho bé. Những nét đẹp của ba miền Trung, Nam và Bắc đã được trình diễn qua phần thời trang áo dài cho nhà Việt Nam đảm nhiệm với sự tham gia của các sinh viên, hoa hậu và cựu hoa hậu phu nhân. Kết thúc chương trình hội trăng rằm là phần phát quà cho các bé, múa lân và rước lồng đèn. Lễ hội Trung Thu mang một nét đẹp văn hóa truyền thống và đầy ý nghĩa. Từ em bé đến người lớn đã ra về với lòng hân hoan ấm áp khi cầm chiếc lồng đèn Trung Thu trên tay. Hoài Vy, Kim Hoa, xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại chương trình kế tiếp. Nữ bác sĩ Thanh Mỹ Nguyễn, chuyên khoa nội thương, nhận làm bác sĩ gia đình cho bệnh nhân từ 14 tuổi trở lên, khám phụ khoa hàng năm cho phụ nữ, đặc biệt chăm sóc người cao niên, có lấy máu, đo điện tâm đồ, siêu âm ngay tại văn phòng, nhận Medicare, Optimum, Freedom và Wellcare. 1984, Eden đã trở thành một trung tâm thương mại của người Việt lớn nhất tại miền Đông Hoa Kỳ với những con đường mang tên của các chiến sĩ anh dũng hy sinh cho miền Nam tự do. Với 120 cửa hàng, Eden tọa lạc tại Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia. Eden được kiến trúc giống chợ Bến Thành để gợi lại cho chúng ta niềm nhớ Sài Gòn trước năm 1975. Eden phản ảnh được trung tâm thương mại và văn hóa Việt Nam. Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang nhà www.edencenter.com. Mùa hè sắp đến, vườn mai vàng Florida sẽ cung cấp tất cả các loại cây ăn trái nhiệt đới của Việt Nam. Ngoài ra, vườn còn có nhiều loại bonsai và cây cảnh, đặc biệt nhất là mai vàng với nhiều kiểu dáng khác nhau. Quý khách nên order cây từ bây giờ đến cuối tháng 10 để tránh việc gửi cây vào mùa đông. Vườn mai vàng chuyên cung cấp sỉ và lẻ, hàng sẽ được gửi đến tận nhà. Ngoài ra, nếu quý vị muốn làm đại lý của chúng tôi, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với Mai Vàng Florida 941-301-9251. 941-301-9251. Cây SKMY tinh chất tinh khiết từ đậu nành và nho được sản xuất tại Ý. Lopra tinh chất hoa sen và sâm ngàn năm với dòng nước suối không bị ô nhiễm được sản xuất tại Pháp và Ý. Sunra Beauty được chiết xuất từ các dược thảo quý thiên nhiên được sản xuất tại Nhật và Đại Hàn. Label Cream được bào chế bởi khoa học da với các thành phần mới lạ. Lớp dậy mất cấp, nhận mất cấp cho cô dâu dạ tiệc. Facial waxing, sâm thêu, full điêu khắc 3D, eyelash extension. Đặc biệt với kỹ thuật mới của Miracle sẽ giúp cho quý vị trẻ lại vui tươi, yêu đời. Từng
mừng kỷ niệm đệ nhất thiếu niên Teletron Washington DC Eden Center Đài Hà Giá từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 9. Chảo truy đi Korea, bình cách nhiệt, nồi cơm điện 10 khớp, máy bắt cam chỉ có 1 đồng cho 100 khách đầu tiên mỗi ngày. Thứ bảy ngày 17 tháng 9 từ 1 giờ đến 3 giờ chiều, Washington Redskins Cheerleader sẽ biểu diễn nhảy múa, chụp hình lưu niệm và ký tặng poster miễn phí. Chủ nhật ngày 18 tháng 9 từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều, chương trình nhạc hội hoàn toàn miễn phí với nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng: Hương Lan, Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Nguyên Khang, Diễm Liên, Thanh Lan, Nguyễn Hồng Nhung, Gia Huy, Hương Thủy, Mai Thanh Sơn, Trúc My, Huỳnh Phi Tiễn, Danh Hài Hồi Tâm, MC Trần Vũ Bảo, Giáng Ngọc, Lina Nguyễn. In Adame Coche làm tài nhật 183 đồng mỗi tháng, trả góp 450 tiền lời. Nệm Temer Pidic, nệm Maniflex 100% Italy, chỉ đau lưng 2.999 đồng, tặng bộ giường 1.500 đồng. Bàn ăn giường ngủ Sofaya Made in Italy, 35% off tặng TV. Teletron Watson DC 703-237-8999. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của VATV xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an bình và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.